Cảnh sát Trung Quốc ngày hôm nay cho biết một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một trường mẫu giáo tại tỉnh Quảng Đông của nước này, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc này. Giới chức huyện Liêm Giang, nơi xảy ra vụ việc, cho biết 6 nạn nhân thiệt mạng gồm 3 học sinh, 2 phụ huynh và 1 giáo viên, nhưng không nêu rõ danh tính và độ tuổi của các nạn nhân. Các xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm là một nam giới 25 tuổi và bước đầu xác định đây là một vụ tấn công có chủ đích. Những năm gần đây thì Trung Quốc ghi nhận các vụ tấn công bằng dao có xu hướng tăng trong bối cảnh súng đạn bị kiểm soát chặt chẽ.